Chị em đang đi dạo chợ đêm phố Hội An nhá. Này, có nhà cảnh rất đẹp luôn. Cái nón tin tin đẹp thế. Cháu ơi, có kim băng bán không nhỉ? Có kim băng bán không nhỉ? Ai, ai, đồ chơi nhá. Đặt quay. Quay trực tiếp à? Quay trực tiếp. Ấm ơ. Đây. Đẹp hết ý nha. Anh đây. Ta đang đi cùng đoàn để phố Hội An. Đủ thứ trên đời. Phương Béo đâu rồi? Đang quay ở phố Hồ, anh chợ của Hội An đây. Đẹp quá. Cho xem ké nha. Mẹ em đang thử quần áo. Có cái màu hoa để có gì mà đáng. Wow, mưa đâu rồi á lại. Cái bên quay này là biết mà cái đẹp con này. Cái này đẹp không? Đeo vào Phương. Đấy mẹ đang thử đấy, đeo vào để ok cái để mẹ mua này. Đeo vào. Đeo. Mẹ đang hỏi đẹp không để mẹ mua. Nếu mua một cọc kéo ông nào thì mua cái bộ đấy. Đó đấy, con gái đấy. Đẹp đẹp. Con gái nào? Tiến đi mà cái nào chẳng đẹp. Chẳng. Đang mua bộ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào mọi người nha. Đoàn chúng tôi đang đi thăm phố cổ Hội An đấy. Đẹp quá. Không, không có. Không có, bỏ hết rồi. Đây là bùi đây đây. Quần. Quần sớm quần rồi, đọc nào. Giờ có quần. Giờ đó là cái quần. Quần biết là bao nhiêu quần. Giờ 130.000. 130 quần á. Giờ cái này bằng đuổi, đuổi bằng đuổi nó mất lắm. Dạ. Bao nhiêu vậy? Họ có quần 20.000. 80.000. Dạ không, 80.000 là quần lanh, cô cái này phải là mũi. Mũi là đứa cũng biết ai. 25. Rút còn cái này đuổi nó không, rút cái này lanh nè. Nó không có rút còn cái này. Này này, bà Yến ơi, cái này này, mặc ơi. Bà nó mới cười như này, bà giàu gì hả? Không, bà Yến. Bà Yến, 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 bà ok. Đang ở phố cổ Hội An nha Thùy ơi. Đây này, bảy yên mua cái màu này nó sẽ không. Chả mua. Cái này đẹp này. Em thích cái này này. Cái này chỉ cần cái là được, không phải gì. Không, tôi cao, tôi mặc. Đấy, mặc khoai nữa mà. Mặc cái được rồi này. Đấy, bắt ra ngoài. Này, cái này thôi. Quần được. Tao gì rút đâu? Thôi mua mày cái. Mua một cái màu đen, tôi mua cái màu đen. Màu này ba trắng mà mua màu này. Kệ mua về làm quà lớn. Sao nói cho mà lớn nha. Mua về làm quà cho cháu không được, có mấy chục ngàn à. 20 à? 20 sao được cái đầm vậy cô? Vải đồ công may, đồ người thợ, người cắt đồ tùm lum mấy chứ. Dạ cái đó 65.000. Dạ. Nói câu nữa xem nào. Là 65 ngàn chứ mấy mà, con nói 65 ngàn chứ con đâu nó. Dạ. 260 á con. 50 rẻ dữ trời. Chắc là bán luôn rồi. Thiệt luôn á, 50 là không bán được. Vì tụi con nó bán khách Việt là không có nói khách, chứ nói khách người tài rồi nói khách là nó có 10.000. Nói nào thì bán. Dạ, buộc và cho bà làm bán món đó cô, chứ đâu. Cô 90 là cô ta đây. Cô con lấy vừa là 90 không, chỉ mua 90 còn trao chục nữa thì hà, qua cho con cái chú cõi đi. Cõi nào là không có sổ không, có sổ không, có một cái. Có kim băng bán không cháu? Có kim băng cài bán không? Yên. Em chào bác Điền nha. Thuyết ơi. Xem đây, đây phố cổ Hội An này, tất hàng đẹp không? À, chợ đây là chợ đêm của phố cổ Hội An đấy. Đẹp quá luôn trời. We're a bit on touch.
I actually don't know. We might have actually already got the money. Đưa là người ta thích mốt chứ được cái con sáu lắm cháu con trai này gì đó. Ô bà kêu bà hỏi bà trả tiền chưa? Đã rồi. Biết được cháu đi không? Thuyết ơi, đi tận 12 ngày cơ. Mà cháu ai bỏ được cờ ấy. Cô là cô đi ô tô, cô đi xuyên Việt. Đi đến đâu nghỉ đến đấy, nay là cô đang nghỉ ở Phú Cổ, đang nghỉ ở Đà Nẵng. Đà Nẵng xong rồi là dẻo Phú Cổ Hội An, lúc rồi là quay về khu Đà Nẵng. Xong sáng mai lại lên đường vào Nha Trang, xong Nha Trang lại sang cửa Hà Nam. À gì nhỉ? Đại Nam. Xong bây giờ mới về thành phố Hồ Chí Minh. Xong bây giờ mới ra Vũng Tàu. Ra cửa chị Sáu, xong bây giờ quay đầu về. Lâu thế sao cháu đi được? Nên cô hôm dâm rủ cô đi chưa biết ngày nào về. Có khi là nửa tháng, có khi là 12 ngày. Cứ xong lúc nào được về bây giờ. Thuê xe đi dập từ Bắc vào Nam. Cứ trưa là trưa tối nóng là nghỉ. Nghỉ xong mai lại đi tiếp. Đẹp quá, nhưng chồng này đẹp thật. Đây, các bà đang mua quần ngố này. Chào em Yến nha. Em ở bên Đức hay là ở đâu đây? Có về Việt Nam chơi không? Yến ơi. À, bà Yến ơi. Ta làm cái này rồi. Cái này bao nhiêu? Dạ, cái đó là 140, lấy cô 100, lấy 120 luôn đi. Lanh lanh.
lanh. Lanh này mà cái thích này. Cô để vào trong Sài Gòn mua. À bà. Cái này cô này cho con mở cái dây ra cho. Đó vậy dưới bà cái dân mặc cái đẹp. Cô này bà tráng nó mặc màu này lên này 6 giờ. Cả đùi bà đã thì trời nó cái chân nó kìa. Gì? Thấp, thì tội là thấp. Nhưng mà nước da tráng như con tao làm gì, nước da đen cui làm gì. Tao bị mày lắm nha. Con của cô là da nâu. Dạ bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Tao mà thích áo này. Đấy, nhưng về nó không dài. Dài. Nó màu màu vàng nữa cái này. Đúng rồi, đi xuyên Việt mà cháu gái. Cô đi là đi xuyên Việt, đi hết cả nước luôn. Nó lành thuộc. Cháu ơi, bà ơi, cô nói bao nhiêu? Cái bộ nó hơi mát. Cô bộ này cái bé này nó cháu đang ngủ không mua cô con trai à? Đợi chị em mà đang mua. Sao mua váy vậy? À, mua váy. Lần nào cũng được. Cái này ra ngoài đâu nhỉ? Ra này là xem nào, ra này ra đây, ra hàng xem nào. Đẹp. Tôi đi mặc cái mặt của mình cười quá không? Tôi đi đi mặc cái nào? Hoa mặt này cũng đẹp này con. Cô đem mẹ cũng vừa chứ không y luôn. Vừa cái gì? Vừa cái này cái là lưng thun dễ mặc không quần. Em làm cái kiểu nó trong tay không gì vào rồi thì chứ còn làm cái đấy là hư rồi mà. Đây. Anh đỡ ngồi yên. Em buồn cười.
đèn này. Đèn sau, nè. Hương không có đèn mà. Không hương, không hương, không hương. Sau. Đấy, Yến mua bộ đấy. Em là 51. Bà Yến mua bộ mà. Kính thì cô này đâu có hở đâu. Để cho đi cấu đi, đi, đi à. Nếu mà sợ hở, con mặc cái áo mà được rất là ngon lên này. Đừng có bảo dây của mình, áo ngon lên luôn á. Áo ngon, giờ áo ngon đó không? Đúng rồi. Chị Thanh ơi, tớ đang ở trong nhà cô Đà Nẵng đây, đang ở Đà Nẵng đây, đang tối nay vào phố cổ Hội An đấy, tí lại về Đà Nẵng ngủ đây, nhưng mà không có thời gian vào chơi được mọi người. Đi đường này ra đây, đi đường này ra. Rồi, tao đi đi. Này, có dựa ba cái hỏi tao. Đấy. Thanh. Thanh Quang. Nhà gì bà Cam à, cụ Cam à. Đấy, chỉ ấy lên thôi, dì đang xem đây. Tên gì ở đây? Thanh ơi. Bác nói thì dì nghe được nhưng mà nhà ở cách đây sao? Ở bên Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Cô Thanh. Xem nó có nghe tiếng. Có nghe tiếng. Đấy bác thì che cái ghi kìa, bác thì che thế. Thì cô Thanh ơi. Hả? Bán luôn đi. Bác cứ nói đi, nói gì nó là xong rồi trả lời sau. Dạ. Nói được rồi đấy. Dạ. Thôi nha, tạm biệt cả nhà nha.